Chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai trong chương trình phổ cập tin học cộng đồng trên truyền hình. Bài thứ hai giới thiệu về máy vi tính và hệ điều hành, phần 2. Các bạn thân mến, trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu chung về máy tính và các bộ phận cơ bản của nó, cũng như biết cách khởi động máy tính và nắm được các khái niệm về hệ điều hành. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về hệ điều hành microsoft windows một trong những hệ điều hành phổ biến nhất thế giới hiện nay trước hết chúng ta hãy tìm hiểu về màn hình nền desktop như các bạn đang thấy sau khi khởi động máy tính màn hình sẽ hiển thị hình ảnh chính của hệ thống đây được gọi là màn hình nền màn hình nền cũng giống như bàn làm việc ảo của bạn tại đây bạn có thể thực hiện công việc của mình lưu trữ các tài liệu. Màn hình nền còn có các công cụ khác nhau để giúp bạn hoàn thành công việc của mình. Trên màn hình nền thường hiển thị nhiều biểu tượng hay còn gọi là icon hoặc các hình ảnh kích thước nhỏ. Các biểu tượng icon ở trên màn hình nền là những hình ảnh nhỏ đại diện cho một số ứng dụng hoặc tác vụ mà bạn có thể thực hiện ở trên máy tính. Một số biểu tượng đại diện cho phần mềm máy tính. Một số khác đại diện cho vùng lưu trữ các tập tin. Các biểu tượng dùng để mở các chương trình hoặc tập tin mà bạn sử dụng hàng ngày một cách nhanh chóng. Bây giờ, bạn hãy tự quan sát trên màn hình máy tính của mình và hãy trả lời xem những hình ảnh hoặc biểu tượng nào mà các bạn nhìn thấy ở trên đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thanh tác vụ. Thanh tác vụ Taskbar là thanh hình chữ nhật màu xanh phía bên dưới màn hình nền Windows. Thanh tác vụ bao gồm nút bắt đầu Start, vùng hiển thị trạng thái và đồng hồ hệ thống máy tính. Các bạn hãy thực hiện các bước sau trên màn hình máy tính của mình để tìm hiểu về màn hình nền và thực hành thao tác di chuột. 1. Điều khiển chuột nhẹ nhàng với ngón tay trỏ đặt trên nút trái chuột ngón tay cái giữ cạnh hông chuột. 2. Di chuyển con chuột bằng cách trượt chuột từ từ theo hướng bất kỳ. Bạn sẽ thấy khi bạn di chuyển chuột thì con trỏ chuột ở trên màn hình cũng di chuyển cùng hướng với con chuột. 3. Nhấp chuột vào biểu tượng bất kỳ. Bạn nhận thấy biểu tượng mà bạn nhấp vào có hiện tượng gì? Bây giờ, mời các bạn tìm hiểu thêm về các thao tác điều khiển chuột. Động tác nhấp chuột, click. Nhấp chuột có nghĩa là bạn đặt con trỏ chuột lên một biểu tượng ở trên màn hình. Sau đó, bạn nhấp nút chính của chuột một lần, thường là nút trái và thả ngón tay ra một cách nhanh chóng. Phần lớn là chúng ta sẽ nhấp nút trái chuột, gọi tắt là nhấp chuột trái. Theo một quy định chung, khi nói nhấp chuột hoặc nhấp chuột đơn thì điều đó có nghĩa là nhấp một lần nút chính của chuột và thường là nút trái. Trong máy tính sách tay, khi nói nhấp chuột hoặc nhấp chuột đơn, nhấp chuột một lần, nút chính của chuột trên khung chuột cảm ứng sẽ được nhấn. Nhấp chuột đúc có nghĩa là đặt con trỏ chuột lên một mục ở trên màn hình và nhấn nút chuột chính, thường là nút trái, hai lần thật nhanh. Lưu ý rằng, nếu như bạn nhấp chuột quá chậm thì máy tính sẽ hiểu là hai lần nhấp chuột đơn chứ không phải là nhấp chuột đúc. Dê chuột nghĩa là đặt con trỏ chuột lên một biểu tượng ở trên màn hình chính. Nhấn nút chuột chính thường là nút trái và di chuyển biểu tượng này tới một vị trí mới. Sau đó thả ngón tay ra khỏi nút. Bạn có thể dây chuột theo hướng trái, phải, trên, dưới hoặc theo hướng bất kỳ. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trình đơn bắt đầu, Start menu. Các biểu tượng ở trên hình nền chỉ đại diện cho một số chương trình hay một số chức năng đặc biệt thường được sử dụng nhiều nhất. Để có thêm nhiều sự lựa chọn, bạn cần phải sử dụng nút bắt đầu, Start. Đây chính là cổng chính để vào tất cả các chương trình, thư mục và các cài đặt cho máy tính của bạn. Chúng ta hãy cùng thực hiện những bước sau để tìm hiểu về trình đơn bắt đầu. Hãy bấm nút Start tại góc trái bên dưới màn hình nền. Bạn sẽ thấy có nhiều lựa chọn được liệt kê như ở trên màn hình. Tiếp tục bấm vào All programs. Chúng ta sẽ thấy hiện ra gần như toàn bộ lựa chọn được liệt kê. Nhấp vào accessories sẽ thấy nhiều lựa chọn được liệt kê như notepad, paint, vân vân. Giả sử chúng ta bấm vào notepad, là chương trình soạn thảo văn bản đơn giản nhất, được tích hợp sẵn trong Microsoft Windows. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về chương trình soạn thảo này. Lưu ý rằng Notepad được mở trong một cửa sổ mới. Cửa sổ này nằm ở phía trên màn hình nền của bạn. Thanh tiêu đề, title bar, nằm trên cùng của cửa sổ, hiển thị tên của ứng dụng. Ví dụ như Untitled Notepad. Thanh tác vụ, taskbar, nằm ở phần dưới màn hình nền, hiển thị tên của chương trình mà bạn đang mở. Chú ý tới nút Notepad ở trên thanh tác vụ. Trên màn hình là cửa sổ của chương trình Notepad. Nhấp chuột vào nút thu nhỏ ở góc trên bên phải của cửa sổ chương trình Notepad, chúng ta sẽ thấy chương trình này tạm thời bị đóng lại. Nhấp chọn nút Notepad trên thanh tác vụ phía dưới hình nền, cửa sổ chương trình lại được mở ra như cũ. Nhấp chọn nút phóng to cửa sổ ở góc phải bên trên cửa sổ Notepad. Cửa sổ của chương trình giờ đã chiếm toàn bộ không gian của màn hình. Bạn hãy chú ý đường thẳng đứng nhấp nháy trong khu vực soạn thảo của cửa sổ Notepad. Đây chính là con trỏ. Con trỏ chỉ điểm bắt đầu của văn bản soạn thảo. Để sử dụng chương trình Notepad, chúng ta cần làm quen với bàn phím máy tính. Bàn phím là thiết bị chính để bạn nhập thông tin cho máy tính. Có nhiều kiểu bàn phím khác nhau, nhưng về cơ bản, tất cả các phím được chia thành các nhóm dựa trên chức năng của chúng. Phím nhập dữ liệu là những phím dùng để gõ chữ, số, dấu câu và các ký tự giống như ở trong máy chữ. Phím điều khiển là một số phím được dùng đơn lẻ hoặc kết hợp với các phím khác để thực hiện những hành động nhất định. Những phím thường được sử dụng nhiều nhất là các phím Control, Alt, phím biểu tượng Windows và phím Escape. Phím chức năng được dùng cho các tác vụ cụ thể nhất định. Các phím này có ký hiệu F1, F2, F3 cho đến F12. Chức năng của những phím này trong mỗi chương trình ứng dụng sẽ khác nhau phím điều hướng được sử dụng để di chuyển trên tài liệu và soạn thảo văn bản nó bao gồm các phím chỉ hướng trái phải trên dưới phím home end page up page down delete và insert bàn phím số giúp cho việc nhập các con số nhanh chóng và thuận tiện các phím này được nhóm thành một vùng riêng biệt giống như một máy tính số cầm tay truyền thống hoặc máy tính số cầm tay có thể in kết quả. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nhóm phím nhập liệu. Ngoài các phím chữ, số, dấu câu và các ký tự, nhóm phím nhập liệu còn bao gồm các phím như Shift, Caps Lock, Tab, Enter, Spacebar và Backspace. Phím Shift. Nhấn giữ phím Shift, đồng thời gõ thêm một phím chữ cái để viết hoa chữ cái đó hoặc giữ phím shift và gõ phím để nhập các ký tự ở phần phía trên của phím phím khép lóc nhấn khép lóc một lần để bật chức năng gõ chữ in hoa nhấn khép lóc lần nữa để tắt chức năng này phím thép nhấn phím thép để di chuyển con trỏ nhấp nháy cho biết vị trí bắt đầu gõ văn bản tiến về phía trước một số đơn vị có khoảng cách bằng nhau. Ngoài ra, phím tháp còn dùng để chuyển từ một khung nhập liệu này sang khung nhập liệu khác trong các biểu mẫu. Phím Enter. Nhấn Enter để di chuyển con trỏ xuống đầu dòng mới. Trong hộp thoại hiển thị, nhấn Enter để chọn nút đánh dấu thông tin hoặc phần văn bản cần lưu ý. Phím Spacebar. Nhấn Spacebar để di chuyển con trỏ tiến về trước thêm một đơn vị khoảng cách. Nhóm phím tiếp theo mà chúng ta cần tìm hiểu là các phím điều hướng. Các phím điều hướng dùng để di chuyển con trỏ chuột trong tài liệu, trang web và soạn thảo văn bản. Nhóm phím mũi tên, di chuyển trái, phải, lên, xuống. Nhóm này dùng để di chuyển con trỏ theo hướng mũi tên hoặc dùng để cuộn các trang thông tin theo hướng chỉ của mũi tên trên phím. Phím Home Di chuyển con trỏ tới vị trí bắt đầu của dòng. Phím End Di chuyển con trỏ tới vị trí cuối cùng của dòng. Control và Home bấm đồng thời. Di chuyển con trỏ tới điểm bắt đầu của tài liệu. Control và End bấm đồng thời. Di chuyển con trỏ tới điểm cuối cùng của tài liệu phím page up di chuyển con trỏ hoặc trang hiển thị lên đầu trang. Phím page down di chuyển con trỏ hoặc trang hiển thị xuống cuối trang. Phím delete xóa ký tự đứng sau con trỏ hoặc xóa đoạn văn bản được phủ chọn. Phím insert bật hoặc tắt chế độ gõ chèn chữ. Như vậy trong bài học hôm nay, chúng ta đã tiếp tục tìm hiểu về hệ điều hành máy tính Microsoft Windows, cũng như màn hình nền, thao tác chuột và bàn phím và chương trình soạn thảo văn bản Notepad. Bây giờ, để có thể sử dụng thành thạo các nội dung này, các bạn hãy cố gắng thực hành càng nhiều càng tốt. Ví dụ, hãy thử soạn thảo một bức thư gửi cho giáo viên để giới thiệu về mình trên chương trình Notepad. Bạn hãy tận dụng các tính năng của chuột và bàn phím để sản phẩm của mình được hiển thị đúng và đẹp nhé. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Trong bài học tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu hai nội dung mới, đó là Internet và email, thư điện tử. Thân ái chào các bạn.